xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của đài tiếng nói Việt Nam các bạn thân mến anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang đó là 8 chữ vàng mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã phong tặng cho người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh, nhiều cô gái trẻ đã dành cho những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời mình chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi mảnh đời, mỗi người nữ chiến sĩ trong cuộc kháng chiến vì Tổ quốc đều là một câu chuyện khiến người đọc, người nghe cảm động. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe chuyện ngắn Phấn mùa ở phía Hội An của tác giả Trương Thị Thanh Hiền qua giọng đọc phát thanh viên Vân Anh. giữa tôi và chị ngồi hai bên thẳng hai chân xuống cầu khỉ đung đưa dưới chân chúng tôi dòng nước mương bà cọc lờ đờ trôi dập dành những rề lục bình trong ánh trăng vàng thẫm những bông hoa tim tím hình con công ánh lên xung quanh là đom đóm tỏa sáng lập lòe anh ham học lắm muốn như người xưa bắt đom đóm bỏ vào chai để làm đèn học dù bây giờ đã có đèn nhưng anh vẫn thích như vậy vì ánh sáng của đom đóm gợi cho anh niềm say mê anh theo ông hai trong làng một ông lão không ai rõ ngội nguồn không một mảnh bằng trong tay mà chuyện xưa chuyện nay đông tây kim cổ trồng lúa trồng hoa văn học lịch sử khoa học thứ gì cũng biết anh vừa đánh đồn về bộ quân phục anh rách bươm mặt lem luốc bùn đất tóc còn mùi thuốc súng. Chị ái ngại. Anh mệt rồi, sao không về nghỉ đi? Anh muốn gặp em, anh chỉ muốn nhìn mặt em một cái rồi về. Anh nhìn chị, lúc đó tôi còn quá nhỏ, mới 13 tuổi. Tôi không biết phân tích ánh mắt anh nhìn chị. Bởi vì đối với một con bé 13 tuổi, chỉ nhìn là nhìn thôi. Mãi sau này, khi tôi mang súng đi đánh trận, làm một người du kích đối diện với bao điều sống chết trong từng khoảnh khắc. Tôi mới hiểu ánh mắt anh nhìn chị, hiểu được niềm chiều mến lẫn khắc khoải lo âu khi ánh mắt anh lướt trên tóc chị. Đi dần xuống mắt, xuống môi, xuống cằm, rồi đậu trên khuôn ngực tròn trịa no căng trong lần áo bà ba đen. Anh nói, nhìn mặt chị một cái rồi về, nhưng rồi xa vào cuộc trò chuyện phút chớp cả ba quên mất trận đấu còn vương mùi thuốc súng trên người anh kia. Tôi và chị như hai đứa học trò uống từng lời thầy giáo nói, bởi lẽ kiến thức anh có được từ ông hai là vô cùng vô tận. Anh đọc thơ kể chuyện lịch sử, nào bà Trưng sai trận ăn mặc như bà Hoàng với nhung sáp lộng lẫy. Dù bà đang để tang chồng, cho quân thù khiếp vía vì cái đẹp uy dũng hào tráng, bà Triệu lẫm liệt không can tâm làm nô lệ. Chị đăm đăm nhìn anh, mắt chị lấp lánh như ánh sao. Những ngôi sao sáng ngời ấy đưa anh ra ngã ba, dừng lại rất lâu theo dõi bóng anh và đưa tôi về nhà. Hôm đó ba má tôi đi vắng nên chị qua ngủ với tôi. Trước cầu khỉ bắc ngang con mương bà cọc kĩu kịt dưới bước chân hai chị em đêm đó tôi ngủ gác chân qua người không nghe chị cự cái chân mày như chân voi mà cứ gác hoài tôi ôm chị cũng không nghe chị cào nhào nực nội muốn chết mà ôm vầy sao ngủ được như thường ngày thân hình chị tròn làn và nóng hồi trong vòng tay khuôn ngực căng đầy phập phùng hơi thở đó là đêm cuối cùng chị công khai đi lại công khai ngủ nhà tôi sáng hôm sau thằng đó lại đến. Cái thằng cảnh sát chín ngón thỉnh thoảng vẫn đến đe dọa ba má và chị. Cô Sáu qua mắt ai được chứ hồng qua mắt được thằng này đâu nhé. Một người hồi mới 18 tuổi đã dám không chào cờ, còn nói là cờ ba que là cờ Việt San, cờ bán nước. Thì không phải là người chịu an phận đâu nha. Hà cớ gì ba má cô Sáu đưa cô ra cái chợ tàu học may. Bộ tôi đuôi hay sao không nhìn thấy ba má cô cũng không bằng lòng cho cô qua lại với cái bọn Việt cộng kia mà muốn tách cô ra. Cô Sáu à, nhà cô theo đạo, tứ ân hiếu nghĩa, lấy chữ hiếu làm đầu mà. Nghe lời ba má lo học may đi rồi lấy một tấm chồng cho danh giá, rồi sanh đẻ con cái hưởng phúc lâu dài chờ tôi nói cho cô hay ngày làm bộ may may vá vá tối luồn lách tuyên truyền sách đậm dân chúng chống lại quốc gia có ngày tù mục xương đó trời trời cái mặt duyên sáng mặn mòi như vầy nè mà bị đánh cho sưng bầm nát bấy thì cũng uổng lắm đó nói gần nói sai chẳng qua nói thật hay là cô ưng tôi đi được bao bọc che chở trọn đời hứ chị hất mặt lên đôi chân mày rậm xếch lên như nữ tướng, mắt đanh lại. Mày có nghe kể về bà Triệu chưa? Nghe bà nói câu này chưa? Câu gì? Ta chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển đông, lấy lại giang sơn dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người có lấy chồng, ta cũng lấy người đồng chí hướng giết giặc tàn bạo, chứ không phải là cái bọn bán nước như tụi mày. Cái bản mặt cầu vinh hại quốc như mày, có đem kiệu vàng rước tao, tao cũng không thèm. Bữa sau, chị thoát ly hẳn. Má huôi tất tà băng qua cầu khỉ, người má run lên theo nhịp cầu. Má ngồi thụp xuống đền đất khóc như mưa như bấc. Còn sáu đi rồi út ơi, má biết trước sau gì thì cũng tới cái ngày này má tìm mọi cách để cản nó nhưng nó ngùn ngụt, ngụt như lửa ngày nào cũng muốn cháy phừng lên thì chị đi làm cách mạng để cứu dân làng mình khỏi bị hà hiếp của bọn ác ôn má phải tự hào chứ nó là con gái con đứa chịu sao nổi gian khổ tới chừng đó muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong lỡ bị bắt tù đầy tra tấn thiệt thân mình không nói làm gì mà chịu không nổi, khai ra bà con anh em thì còn nhục hơn. Chưa kể, má đẻ ra nó, nuôi đỏ ra thắm thịt như vậy, nghĩ đến cảnh nó phải khổ cực rồi bị đòn roi cha tấn má chịu sao nổi, chắc má chỉ có chết trước nó thôi. Chắc không sao đâu má ơi, con thấy nhiều chị thoát ly vẫn về được mà, mình ủng hộ chị thì chị có đường về nghe má. Má nguôi nguôi, rồi má vẫn dò xa manh mối được nơi chị ở má từng đội thúng gạo xách từng giò khoai mua từng bọc thuốc ủ từng hũ mắm mang cho chị và anh em ở căn cứ la kết thỉnh thoảng chị về bữa ôm má bữa lèn sang tôi ôm ngủ mùi trái trúc trên tóc chị thoang thoảng không gian thoang thoảng cả trong những giấc mơ sau này của tôi ngày 16 tháng 6 năm 1965 âm lịch như thường năm, là ngày khởi đầu cúng kỳ yên đình hội an. Tôi và chị đã trải qua bao kỳ cúng đình vui vẻ suốt tuổi thơ mình. Mỗi lần đến ngày cúng này là tôi lại nhớ đến chị. Mấy năm nay, chỉ còn mình tôi hòa theo dân làng trải qua những ngày rước sắc và hát trầu. Đột nhiên năm nay chị xuất hiện khi tôi vừa đi xe đạp tới đầu con mương bà cọc chị lôi tôi cùng xe vào lề đường thì thầm em chở chị đi vào đình nghe ban ngày băn mặt sao chị dám ra đây đừng hỏi nhiều em chở chị đến đó rồi quay về nhà ở y trong nhà ấy không đi đâu hết càng không được đến đình nghe chưa tôi đưa chị tới đình trước khi tôi về chị nắm tay tôi sẵn nhớ nhé rồi có chuyện gì thì em nói tại chị dùng súng uy hiếp em, bắt em chờ đi. Đồ hết tội cho chị nghe. Nhớ sau này, có chút gì thì tham gia cách mạng đó. Không phải sống nhục sống hèn phận người mất nước. Tôi không nghe lời chị về nhà mà quanh quần, quanh đình. Hết bạ gốc cây này đến gốc cây khác ngồi chờ. Tôi chờ mà không biết mình chờ điều gì những lời chị nói cứ văng vẳng bên tai tôi không phải sống nhục sống hèn phận người mất nước không phải tôi không biết đau khi thấy bọn mỹ bọn ngụy nghênh ngang ngoài đường phố giết người mổ bụng phơi xác đồng bào ta trên cầu ngày nào cũng có người chết cũng có cảnh bắt bớ giam cầm nhưng tôi không có cái gan như chị tôi hãi hùng khi nghĩ đến cảnh mình bị bắt đánh đập rồi phơi xác đến sình ương tan xã Tôi chỉ muốn là một người bình thường, có một cuộc sống không phải phấp phòng, lo âu. Bỗng còi xe cảnh sát, xe nhà binh hụ còi khắp mọi ngã đường vây chặt lấy đình. Trái tim tôi lồng lên, tôi chạy đến, loay hoay mắc kẹt chới với trong vòng người hoảng loạn. Sáu hưởng bị bắt rồi bà con ơi, sao mà bị bắt? Nó bắn xã trưởng hoanh nhưng chưa kịp làm gì hết thì có thằng chỉ điểm. Thằng đó khai ra kế hoạch trước đó rồi. Thằng khốn nạn nào vậy? Tôi gần như phải đầy và chen lấn huyết người này xô người kia mới đến được cửa đình. Chị đi giữa đám lính tay bị còng, đầu ngẩng cao, môi vẫn mỉm cười bình thản. Chị dịu dàng nhìn tôi. Trong mắt chị, tôi như thấy cả một bầu trời bình yên xanh thẳm vắt ngang con mương bà cọc ngang cầu khỉ, chiều chiều hai chị em vẫn ngồi đong đưa chân ngắm những bông súng đỏ hồng, những bông lục bình tím ngan ngát dưới sầm trôi. Và mãi sau này lên cứ tôi mới biết anh hy sinh vào buổi sáng chị bị bắt. Nhóm ba người đi nhận hàng lọt vào ổ phục kích của địch. Họ bị bất ngờ không kịp kháng cự. Hồn anh cứ thế bay về với chị. Sáu đang bị đẩy lên xe trước cửa đình còng số táng lấp hóe ánh thép. Anh chụp cả hai tay sáu, nhưng cả tay cả còng như không khí tan biến trong tay. Anh đẩy thằng lính sang ra. nhưng cả người như khối không khí ngã ồm vào khối không khí khác. Anh ôm trầm lấy sáu dần lại, nhưng cả người sáu chui tuột khỏi tay. Sáu bị lôi sành sạch lên xe, cuống cuồng anh cũng nhảy lên xe ngồi bên cạnh sáu phòng đầy lính một thằng ra lệnh điện về quận báo cáo ngài cố vấn là bắt được sáu hồng sáu hồng nào cái thằng ngu mày ở xứ sở nào mà không biết sáu hồng chờ tới ngày nó mần thịt mày mày mới biết nó là ai hả con huỳnh thị hưởng con ông đê bà huôi đó thì nói con hưởng thì biết chứ bắt được cá bự đây chủ tịch hội phụ nữ nhưng du kích hay địa phương quân gì đó cũng nghe nó xăm sắt. Thiếu điều, lính Cộng Hòa cũng muốn nghe nó luôn. Còn đó suýt làm tôi bỏ mạng vì cái chiêu gài lựu đạn vào thân cây rồi dán truyền đơn lên cho nó. Sao mà bắt được nó vậy? Có người chỉ điểm. Nó đang chuẩn bị thịt lão hoang. Thì mình hốt được đó. Sáu ngồi điềm nhiên nghe bọn lính nói về chính mình. Sáu không có vẻ sợ. Sáu cũng không hề sợ khi thằng xô, so, đồn trường xã Hội An và thằng cảnh sát chín ngón tới. Cũng không sợ khi bốn thằng cố vấn Mỹ to tướng rành ràng bước vào, mặt đỏ gay vì thứ nắng nung người miền nhiệt đới. Có lẽ mày không cần tụi tao hỏi. Mày biết tao cần mày nói gì? Giữa sống và chết. Mày biết mày phải làm gì đó? Mày là ai thì tao đã rõ rồi, nhưng mày cũng biết tao cần mày khai ra những người cùng tạo phản với mày, những kẻ lo chứa chấp bao che chúng mày. Tao xa vào đây là tao biết tụi mày sẽ làm gì và tao phải làm như thế nào. Tao khẳng định mày đừng bao giờ hỏi lại nữa. Tao làm tao chịu không liên quan tới ai hết. Bất quá tụi bay cha tấn đánh đập, cha điện dìm nước hoặc cùng lắm giết tao thôi chứ gì. Chết không có gì mới. Hay này, từ ngày mày quen cái thằng khố sách áo ôm, học đòi kinh sử kia, mày nói hay lắm. Mày muốn mới thì tao cho mày mới, giam nó vô nhà lao, đợi tao tính kế chết đẹp cho nó đi. Sóng nằm trên nền xi măng lạnh, chân tay đều bị cùm, tóc sáu dài phủ lên vai lên khuôn ngực vun đầy. Cách đây không lâu trên căn cứ La Kết, anh cũng thấy Sáu nằm như vậy, nhưng thoải mái hơn, chân tay sang rộng. Anh đứng ngoài cửa sổ, khẽ gọi Sáu ơi Sáu à. Sáu vùng dậy, cầm ly nước cạnh giường hất tới, quát, dọa quăng lựu đạn. Anh phải giật giọng gọi Sáu, Sáu mới tỉnh, mắt lóe lên niềm vui. Sáu tường anh là mấy chiến sĩ du kích trẻ nghịch ngợm cả đêm thay phiên nhau vào cầu hôn làm cho sáu không ngủ được miếng nào. Anh trêu, khen mấy chiến sĩ dễ thương dữ vậy mà sáu đuổi làm chi cho tội. Sáu dị mặt làm bộ dỗi. Anh dỗ hát bài Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như mà ông hai dạy anh cho sáu nghe. Chim Phượng, chim Phượng về cố hương, ngao du bốn bề tìm chim hoàng thời chưa gặp trừ huống lỡ làng hôm nay bước đến chốn thanh thang có cô gái đẹp ở đài trang nhà gần người xa não tâm chàng ước gì sao kết đôi uyên ương bay lượn cùng nhau thỏa mọi đường sáu im lặng nhích sát vào anh hơn khuôn ngực sáu nhấp nhô theo nhịp thở anh thu hai tay mình lại dù rất muốn choàng qua vai sáu, muốn hôn lên tóc thơm mùi lá trúc thoang thoảng kia, muốn hôn lên cổ, lên vai, lên ngực. Niềm ham muốn thúc giục đó, làm trái tim anh thắt lại. Anh đứng bật dậy, đi như chạy, chỉ kịp lý nhí. Anh đi đây, mai anh lại đến. Anh không ngoái lại nhìn, mãi mãi anh không biết ánh mắt sáu nhìn theo khi đó thế nào giờ anh cũng muốn chạm tay lên mắt lên má lên môi lên khuôn ngược bắt đầu những nhịp thở nặng nề của sáu nhưng bàn tay anh chỉ hoàn lẫn vào không khí nhập nhằng mờ ảo ba ngày sau tụi nó dẫn sáu ra ngoài mày muốn mới phải không mới đây nè con mày phải đi khắp hội an này Mày thấy gì kia không? Người ta đang lao nhau chạy ra nhìn mày đó. Trong đó có đồng chí của mày, cha mẹ, anh em mày, bà con tròm xóm, bạn bè mày, các cơ sở của mày. Chỉ cần nhìn thấy mày, tụi nó cũng khiếp vía rồi. Còn ai mà dám làm cách mạng hay nuôi chứa bọn mày nữa, ngẩng đầu lên. Bà con ở chợ, người kéo theo đám dẫn sáu đi, người làng ra chỗ khác sáu ngẩng nhìn lên mọi người bằng ánh mắt cương nghị nói rõ ràng. Bà con hãy yên tâm tôi không bao giờ khai. Sáu chưa nói dứt câu thì tên lính từ sau đạp mạnh vào lưng. Sáu ngã úp xuống mặt đường, tóc sấp xòa. Mày giỏi lắm, tao cho mày xuống hầm cá vồ khai với cá. Tụi nó lôi sáu đến hầm cá nước xanh sờn. nhúng xuống rồi kéo lên. Mỗi lần kéo lên sáu tím tái ho sạc sụa tóc tai rũ rợi song rêu rác rưởi bám đầy người cả người sáu ướt đẫm chiếc áo bà ba ướt dính sát vào người để lộ từng nét khuôn ngực tròn trịa sáu vẫn im lặng chán chúng kéo sáu lên cầu cái tàu sáu đứng trên cầu kịp nhìn dòng sông trải dài qua bao làng xóm, qua căn nhà thân thương của Sáu, qua những dạng sửa hàng cây mà tuổi thơ Sáu thường đu lên nhảy tùm xuống sông. Sáu kịp nhìn bầu trời trong xanh, mà có lẽ đối với Sáu đẹp mãi trong lòng trước khi bị tụi lính, vùi dập đòn tra tấn mới. Lần này, thằng cảnh sát chín ngón có cái nhìn nhờn nhợn từng đến tán tỉnh Sáu quyết định xa tay tiếng vải bị xé run trong không gian tiếng những người phụ nữ hét lên kinh hoàng ban đầu sáu đưa hai tay đang cùng lên che mặt rồi hốt hoảng vụng về che ngực mình nhưng sau sáu buông tay xuống thẳng người ượn ngực nhìn thẳng vào mặt bọn lính thân thể trắng ngần ngọc ngà đôi bồng đào no tròn tinh khôi kiêu hãnh anh kinh hoàng lấy hai tay mình úp lên ngực sáu ngạc nhiên thấy hai tay đầy bụi phấn đủ màu lấp lánh thằng chín ngón vừa tát sáu vừa gào lên hỏi sáu có chịu khai ra không sáu nghiêng tai trả lời không nghe thấy gì vậy thì tao cho mày vĩnh viễn không còn nghe thấy gì nữa hắn điên cuồng mắt long lên sòng sọc rút dao găm bên hông ra anh hốt hoảng nắm lấy tay nó nhưng tay anh trượt đi bụi phấn đủ màu bay trong không trung. Dao sổ xuống tai sáu, máu phun xa, cùng bàn tay anh hụt hẫng, lững lờ chấp chới. Quyệt máu ở lưỡi sao vào quần xong hắn cười chân chân diễu cợt, dùng tay vuốt nhẹ lên má sáu, giọng nhẽo nhợt. Thường quá, tội nghiệp quá. Phải lúc trước cô sáu nghe lời tôi thì đâu gian nông nỗi này. Trời ơi, cái mặt duyên sáng mặn mòi ngày nào giờ nát bấy như vậy thiệt là thương. Còn cái này nữa, ui chàng ơi, lẽ ra phải được chồng cưng nâng niu chiều chuộng. Giờ thì trưng ra trước bàn dân thiên hạ như thế này này. Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa vuốt khắp ngược sáu. Anh dùng tất cả sức lực của mình đấm thẳng vào mặt thằng quỷ gian ác ấy tất cả tình thương yêu đối với sáu, tất cả niềm căm hận đối với bầy ác ôn kia, dồn vào cú đấm mà anh không tin tưởng sẽ trúng đích. Một trận gió ào ào thổi đến xoáy tung tất cả đất cát trên cầu quần cuộn như lốc xoáy. Thằng chín ngón kêu lên một tiếng hãi hùng sau cú đấm của anh. Nhưng hắn không dừng lại. Anh chỉ làm hắn tức giận hơn mà thôi đã thế, sáu còn nói thêm trời đã chứng giám cho tấm lòng yêu nước của tao. Giết tao đi, tao chết sẽ có triệu triệu người đứng lên chống lại lũ chúng mày. Mày không giết xuể đâu. Thằng Chín ngóm gầm cừ tức giận, nhảy sổ lại, bàn tay cầm dao múa quay quay cuồng trên ngực sáu. Đôi bầu vú căng tròn bị sạch nát, bầu ngực trưng nguyên má vẫn căn dặn hàng ngày con gái con đứa đừng bao giờ để đàn ông nhìn thấy ngực mình càng không cho họ sờ nó chỉ dành cho chồng nên sáu nâng niu gìn giữ để chờ anh chờ ngày được tổ chức cho phép kết bạn trăm năm được hạnh phúc trong niềm dân hiến đầy nỗi tự hào và để nuôi những đứa con cả anh và sáu đều ước mơ thế mà giờ đây anh đau đớn chấp chới theo đường chỉ tay của hắn. Những bụi phấn nhiều màu quay cuồng trong không trung, cuối cùng, hắn nghiến răng đâm một nhát chí mạng vào cổ sáu. Sáu gục xuống, từng tế bào trong tim anh nát vụn. Anh đau đớn trong nỗi bàng hoàng. Anh vẫn còn biết đau đớn hay sao? Chúng giam chị ba ngày rồi dẫn chị đi khắp hội an để thị uy săn đe những người còn lại. Má hôi run run qua cầu khỉ, nếu chặt tay tôi, bảo đi với má ra coi chị sáu. Còn lại má, giờ này ngay cả nghĩ đến chị thôi, con cũng đau thắt cả ruột rồi, làm sao con có thể nhìn chị bị cha tấn đánh đập vậy? Ngày xưa má cấm cản con sáu đi theo cách mạng là lo sợ ngày này. Nhưng bây giờ thì má không sợ nữa, má tự hào về nó. Cho dù phải đau đớn như thế nào thì má cũng phải đi xa với nó, đi con, dáng lên. Trước mặt tụi nó đừng có yếu hèn. Má và tôi đi cùng chị khắp nẻo đường Hội An. Má nhìn chị bị nhận nước trên hầm cá bồ chết đi sống lại bao lần. Má theo chị lên cầu cái đầu Từng tế bào trên mặt má đau đớn theo từng cú đạp cú đá, từng nhát sao đâm vào người chị. Ở đó tôi gặp con bướm thật to, màu sạc sỡ, quần quay, bay lượn, không rời. Khi chị bị bọn nó xé toạc áo, phơi ngực trần giữa cầu, con bướm xòe đôi cánh to đầu vào ngực chị. Khi thằng cảnh sát cố nạn chín ngón ngày xưa gạ gẫm đe dọa sàm sỡ vuốt ve ngực chị, con bướm đâm thẳng vào mặt hắn. Khi chị bỏ má và tôi đi về cõi khác, con bướm bay lượn vòng quanh rồi bay đến đậu trên vai má. Má nhìn về phía bọn lính, ánh mắt vượt lên cả đau đớn căm thù. Bọn lính túm xó trước cái nhìn của má. Những người phụ nữ xung quanh ôm mặt khóc nức nở, bắt má giáo hoành. Bụi phấn trên cánh bướm rơi xa khắp hội an. Má không khóc khi tiễn tôi và bốn người con còn lại của má vào cứ Tôi cắm đầu đi không dám ngoái lại nhìn Sau lưng là bóng má cùng đôi bướm quấn quýt bên nhau Bên cây cầu khỉ vắt ngang mương bảng cập. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Phấn mùa ở phía Hội An của tác giả Trương Thị Thanh Hiền. Câu chuyện xúc động về tấm gương hy sinh anh dũng quả cảm của một người nữ du kích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn Phấn mùa ở phía Hội An của tác giả Trương Thị Thanh Hiền. Các bạn thân mến, qua giọng kể của nhân vật út, em gái của chị Sáu chúng ta thể hiện lên hình ảnh người nữ du kích với những phẩm chất cao đẹp. Chị Sáu là hình ảnh đại diện của biết bao cô gái hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp cao cả của đất nước trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chị là cô gái tuổi đôi mươi, tràn đầy sức sống, sát cánh cùng người yêu, người đồng chí của mình, chiến đấu với quân giặc. Ngay từ khi còn nhỏ, tinh thần yêu nước và niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam đã được hun đúc trong cô bé Sáu qua câu chuyện của bà Trưng bà Triệu. Chị Sáu bước vào cuộc chiến khi tuổi đời còn rất trẻ, tình yêu đất nước, quê hương khiến việc chiến đấu chống lại quân giặc như một việc làm rất tự nhiên với chị Sáu. Tác giả xây dựng hình ảnh nhân vật chị Sáu rất cá tính. Với người thân, với người yêu thì chị yêu thương nồng nàn, với kẻ thù thì chị căm ghét ra mặt. Có thể nói, nhân vật chị Sáu là người yêu ghét rõ ràng và không hề giấu tình cảm trong lòng mình. Hình ảnh nhân vật chị Sáu trong chuyện toát lên vẻ bất khuất của nhiều người con gái chiến đấu và hy sinh cho đất nước. Trong con người nhỏ bé xinh xắn của họ là sự kiên cường không kẻ thù nào có thể đàn áp. Dù kẻ thù có cho tấn cả thể xác và tinh thần, nhưng chị Sáu vẫn không hề khuất phục. Những đoạn, những cảnh tra tấn làm nhục được miêu tả sinh động, chân thực, khiến người đọc người nghe cam ghét kẻ thù và càng cảm phục tinh thần bất khuất của chị Sáu. Người đọc người nghe bị cuốn hút qua giọng văn khi nồng nàn tha thiết, miêu tả cảnh tình tứ của đôi trai gái, khi thì quyết liệt, gay gắt, lúc lại đau buồn, chua xót. Qua hình ảnh của một nhân vật, một con người, tác giả khiến chúng ta nhớ tới sự hy sinh của biết ba cô gái trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở nhiều vị trí chiến đấu nhiều mặt trận khác nhau với kẻ thù dù chiến đấu trực tiếp hay bí mật thì nữ chiến sĩ cách mạng luôn có những phẩm chất vô cùng cao đẹp chuyện xúc động khiến người đọc người nghe nhất là bạn trẻ ghi nhớ công ơn những con người ưu tú ngã xuống vì cuộc sống hòa bình hôm nay chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây biên tập viên Hoàng Hiệp kỹ thuật viên Hoài An và phát thanh viên vân anh sơn tùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau